Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Em gái tên là Như, một em nữa tên là Lành. So the three soul accepting Jesus, one is you. Ngày 16 thì có một người tên Chúa, đó là anh Nguyễn Văn Linh, 56 tuổi, ở Sóc Trăng. And there's one person in the days of 16. Ngày 17 là gia đình của anh trai là Nguyễn Văn Bền, 60 tuổi, là anh của chị Chính đây. And in the day of 17, there's another man. Gia đình này bao gồm có anh Bền, rồi vợ anh Bền là chị Mai, con trai là Thế Anh, con trai nữa là tên là Minh Anh, và con gái là Nguyễn Ngọc Hiền, dâu là Lê Ngọc Linh, cháu nội là Nguyễn Ngọc Hân, cháu nội nữa là Nguyễn Thế Vinh, tên Chúa. I'm sorry, not one man, a whole family of seven. Đây là một cái quá trình cưu mang cầu nguyện của Hội Thánh. This is a process of and the result of praying for the church. Và lòng cưu mang của chị Nhu, và bây giờ Chúa hứa một người tin cả nhà được cứu. And as God's promise, one believed, the whole family is safe. Rồi qua ngày 18 thì có một người tin Chúa ở quận 12, tức là có lẽ chị quen như thế nào đó là tin Chúa. And in the day of 18, there's another woman believing God. Và cái người anh em này tên là Hoàng, 39 tuổi, tôi có gọi điện nhưng chưa liên lạc được. And that's another brother named Hoàng, but we haven't contacted him yet. Rồi sau đó thì có một em nữa ở Phú Quốc tin nhận Chúa. Như vậy thì trong chuyến truyền giáo vừa rồi có khoảng 12 người tin Chúa. So it counting around 12 person believe in God. Chúng ta thấy từ một người chị em tin Chúa vì gặp nan đề là nợ nần. So one Christian in God. Rồi tiếp theo là gặp nan đề về gia đình. She having financial issue and a family issue. Nhưng Chúa chẳng những Chúa giải cứu chị ra khỏi nợ nần, nhưng mà Chúa là cứu chị và gia đình của chị. But not only been solved the issue by God, but also saved the whole family. Căn cứ vào lời hứa của Chúa thì một người tin cả nhà được cứu. As the God promised. Không có nghĩa là người đã tin thì tự nhiên cả nhà được cứu. It doesn't mean that one believer will save the whole family. Nhưng một người tin nhận Chúa thì cánh cửa thiên đàng được mở ra trong gia đình đó. But one believer will open the door of heaven in that family. Như gia đình của người Đài Lao, ông tin Chúa nhưng mà ông dẫn Phaolô và Sila về nhà của ông và làm chứng trong đêm đó cả gia đình ông tin Chúa. Just like in the book of Acts, the warden believed in God and his whole family is safe. Cho nên những ai mà đang tin Chúa mà gia đình chưa tin Chúa hãy cưu mang và cầu nguyện. So I hope that all of you pray for non-believer in your family. Tôi tin rằng khi anh chị em cưu mang thì Chúa sẽ mở cánh cửa đó và chúng ta sẽ có người để giúp đỡ cho gia đình đó tin Chúa. The door will be opened by your prayer. Đôi khi là chính chúng ta không làm chứng tin Chúa được, nhưng mà Chúa dùng người khác để làm chứng tin Chúa. Maybe you're not the one who testimony, but God will use someone else. Một cái niềm vui mà tôi nhìn thấy ngày hôm nay khi trước khi chúng ta học lời Chúa. A joy I see today before we learn. Đó là tức là mẹ của Thiên Hương ở bên Mỹ. Và chúng tôi biết được chú Sửu, rồi sau đó thì chú Sửu rồi biết cô trong dịp Giáng sinh hồi năm ngoái. So many brothers and sisters that came from United States. Và hôm nay cô đứng lên đây cô hát. Cô nói rằng là cô hát không hay nhưng mà cô muốn ca ngợi Chúa. She stand in here singing but she know that she not singing. Đôi khi những ca sĩ hát rất là chuyên nghiệp nhưng mà nó chỉ đụng đến cảm xúc nhưng nó không đụng đến lòng. The famous singer not they only touch to the emotion, not totally the soul. Như chúng ta thấy ca sĩ Phương Hằng hát rất là tuyệt vời, chẳng những đụng được cảm xúc mà đụng được lên tấm lòng nữa. But as a Christian, our sing touch the soul of everyone. Và cô thì cô nói là cô hát không hay, nhưng mà rõ ràng cái tiếng hát của cô nó đụng đến tấm lòng. A voice touched our heart. Tôi quay một đoạn phim ngắn và tôi gửi cho con của cô. I record what she just said. Hôm nay mẹ lên để tôn vinh Chúa. Và Thiên Hương rất là vui mừng vì kể rằng là mẹ tôn vinh Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa, mời chị em. Cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lời Chúa ở trong sách Roma chương 8. So please open the book of Romans chapter 8. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 5 cho đến câu số 11. Verse 5 to 11. Nhưng chúng ta hôm nay có thể chúng ta sẽ không học hết phần kinh thánh này. Maybe we will not learn all of it today. Vì đây là chuỗi bài học mà chia sẻ với quý bà chị em. Because this lesson is not only once but in a series. Cái chuỗi bài học này nó bao gồm những cái phước hạnh thật ở trong Chúa Jesus Christ. And this one including all the true blessing. Trong chủ nhật vừa rồi thì chúng ta đã học phần thứ nhất. Last week we learned the first part. Đó là chúng ta không còn bị định tội trong khi chúng ta tin Chúa Jesus. Which means there was no more condemnation. Và chúng ta là người đang bước đi trong luật của Thánh Linh sự sống. We walk in under the rules of the Holy Spirit. Và trong luật đó giải phóng chúng ta ra khỏi luật của sự tội và sự chết. And that rules save us and release us from the law. Và Chúa Jesus ngài đã thế vào cái vị trí phạm tội trên xác thịt của chúng ta để ngài bị đón phạt trên xác thịt. And Jesus Christ he replaced the place of our flesh on the cross. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần kinh thánh này.
And today we continue on the second part. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc chung với nhau câu số 5. Please read together verse 5. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Khi chúng ta đọc từ câu số 5 trở đi, ông bà chị em sẽ thấy dường như là cái phần Kinh Thánh sao nó nghịch lại với câu số 1 cho đến câu số 4. So when you read from verse 5, you can see that it's kind of reversed to the verse 1. Bởi vì ở trên câu số 1 nó rằng cho nên hiện nay không còn có sự đón phạt hay là định tội nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu. Verse 1 they would say is that there was no more condemnation for us. Nhưng câu số 5 thì nói rằng người chăm theo xác thịt thì sanh ra sự chết. But verse 5, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Như vậy vô hình chung là chúng ta thấy rằng dường như là cái việc không bị định tội ở trong câu số 8, xin lỗi, đoạn 8 câu 1 và câu số 5 là sống theo xác thịt thì chết, nó nghịch lại nhau. So no more condemnation, but verse 5, when you live by the sinful, you will be dead. Chúng ta cần biết một điều rằng lời của Chúa không bao giờ nghịch nhau. You should know this, the word of God never. Rồi chúng ta xem ở trong câu số 6, và những sự chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. So move on in verse 6 also. Câu 7 này, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, nó không phục dưới luật pháp, Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được. Verse 7, for the sinful nature is always hostile to God. Như vậy từ câu 5 cho đến câu 7 cho chúng ta có một cái hai cái mệnh đề rõ ràng. So from verse 5 to 7 you see two different things. Đa phần chúng ta được dạy dỗ rằng nếu chúng ta tin Chúa rồi mà chúng ta còn có những gì sống theo xác thịt thì chúng ta sẽ sanh ra sự chết. So if we believe in God but we still walk in sin, we thậm chí là chính nói rằng là nếu chúng ta sống theo xác thịt thì chúng ta sẽ không được cứu rỗi. We might not be saved, we still living in sin. Như vậy nó sẽ nghịch lại và với cái sự cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin. So it is kind of reversed to the verse 1 that when you been saved by your faith. Và đa phần bị chúng ta hiểu được giảng và được hiểu, bị hiểu sai cái phần Kinh Thánh này đã rất lâu rồi. Sometimes I think that most of us here maybe misunderstood this. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, Kinh Thánh không bao giờ mâu thuẫn nhau. But I remind you, Bible never turn against each other. Khi đọc Kinh Thánh ông bà chị em thấy cái tâm trí xác thịt này chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta thấy dường như Kinh Thánh có những lúc mâu thuẫn. Because we using the flesh to nhưng Kinh Thánh read không Bible, mâu thuẫn nhau. But that's not true. Khi chúng ta xây dựng một cái nền tảng rằng Kinh Thánh không mâu thuẫn nhau thì lúc bây giờ ông bà chị em mới được Chúa Thánh Linh soi sáng và chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh một cách tường tận. You need to build a strong foundation by the Holy Spirit in order to understand. Vậy thì phần Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì vậy? So what do we learn here? Chúng ta thấy có những cái sự đối kháng mà xin lỗi hai bức tranh đối nghịch với nhau mà sứ đồ Phaolô đã chia sẻ ở trong những phần Kinh Thánh này. So in this part Paul drawing out for us two pictures. Câu 5 thì nói về xác thịt, người theo xác thịt và người theo Thánh Linh. Verse 5 talk about the one who follows sin and the one follow Holy Spirit. Câu số 6 là nếu chúng ta xu hướng về xác thịt thì chết mà theo Thánh Linh thì sống. So verse 6 you follow sin, flesh you would die. Câu 7 và câu 8 thì nói là nếu chúng ta nghịch với Chúa Trời thì chúng ta sẽ làm một cái đời sống xác thịt, còn nếu chúng ta hòa thuận Đức Trời thì đó là người bước theo Thánh Linh. So verse 7 and 8, if you follow sin which means you turn again. Như vậy chúng ta sẽ thấy những phần kinh thánh này nó có những cái sự đối lập với nhau rất rõ ràng. So you can see there was it was turn against each other in this verse. Vậy thì đây có phải là nói lên cái lối sống của con cái Chúa như thế nào sinh ra thì sống và như thế nào sinh ra thì chết chăng? So it show you the lifestyle that which give you the thưa không clear result in the end. Bởi vì nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta nhìn xem cái mạch văn của Kinh Thánh. So if we read the Bible by flesh, như sứ đồ Phaolô đã nói từ đoạn 6, đoạn 7. Paul already said in chapter 6 and 7. Thì ông có một sự tranh chiến ở trong xác thịt. He have the fight over his flesh. Mặc dù ông là người sống theo luật pháp rất cố gắng và sống rất tốt theo luật pháp. Even though he tried everything he have to live in the law of the Holy Spirit. Nhưng tất cả những cái điều đó nó cũng không thể giải phóng ông được. But all of that cannot release him. Ông không được tự do. He not been free yet. Lúc ông sống theo luật pháp thì ông cho rằng mình là người công bình số 1. When he lived by the law, he considered himself the best. Và sự công bình đó khi ông gặp Chúa Giêsu thì ông cho tất cả mọi sự công bình đó là thứ yếu. But when he met Jesus, he saw that everything he done is none. Và ông nói rằng sự nhận biết Chúa Giêsu là quý nhất trong cuộc đời của ông. And accepting Jesus is the most valuable thing in his life. Như vậy chiếu theo phần Kinh Thánh này. So according to the cho đến đoạn 7 câu 25 thì ông mới la lên như thế này. Verse, cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu đi chúng ta.
Chapter 7 verse 25. Thank God the answer is in Jesus Christ. Và câu 8, đoạn 8 của 1 ông tuyên bố rằng không còn có sự định tội nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu. Chapter 8 verse 1, there is no condemnation for. Như vậy chúng ta xác định một điều rằng khi một người tin Chúa Giêsu thì người đó không còn bị định tội nữa. So when you believe in Jesus, you won't be condemned. Hay là không còn bị đón phạt dưới cơn thịnh nộ của Chúa nữa. No more judgment. Điều này xác chứng về sự cứu rỗi mà Kinh Thánh, xuyên suốt Kinh Thánh dạy chúng ta. So did this give us the clear vision of đó là salvation. Tin Chúa Giêsu thì nhận được sự cứu rỗi. So receive Jesus, you have the salvation. Và Kinh Thánh khẳng định không phải bởi việc làm. Not by your work. Để không một ai khoe khoang đời sống của mình trước mặt người khác. You will not take pride in that. Mà khi gặp gỡ Chúa Giêsu thì Phaolô nói gì? Trước mặt Chúa thì tôi là mọi người tội lỗi số 1. So Paul said, I'm the most sinful one in front of God. Có một sự khác biệt là khi sống theo cái tiêu chuẩn công bình của luật pháp thì ông khoe rằng ông là số 1, những người tốt số 1. So when he lived by the law, he said he's number one. Nhưng mà khi ông nhìn thấy và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu cho đời sống mình thì đối diện với Chúa Giêsu thì ông nói rằng là ông là tội nhân số 1. But when he facing Jesus, he said that I'm the most sinful man. Và ông được tha thứ, được cứu chuộc nhờ ân điển và đức tin. And he was saved by grace. Vậy thì anh chị em cần xác nhận một điều rằng tôi và anh chị em đã được cứu nhờ ân điển và đức tin. So consider yourself, are you been saved yet? Không phải do việc làm. Not by the word. Vậy thì từ câu Kinh Thánh, từ câu 5 trở đi này đang nói về điều gì vậy? So what is this verse 5 mention about? Ở đây chính là nói về hai cái bức tranh của hai cái con người mà trước và sau khi tin Chúa. This is the picture of two men before and after believing God. Hay là nói về một người chưa tin Chúa và một người đã tin Chúa. Or mention about two person, one is believing, one is non-believer. Cái từ thật thế. Cái từ thật thế mà trong câu số 5. In verse 5 there was a word truly. Thì trong tiếng Anh dùng cái từ là for. Có nghĩa là vì vậy. Hay là cho nên vì vậy. Đây là một cái từ kết nối giữa phần ở từ câu 1 từ đoạn 7 của 25 và đoạn 8 của 1 đến câu 4. This word, the word truly is the connection between chapter 7 verse 75 to verse chapter 8 verse 1. Giả sử như tôi nói rằng là tôi đã ăn sáng rất là no. Vì vậy bây giờ tôi ăn không nổi nữa. For example, I say I have a big breakfast, therefore I cannot take it anymore. Như là cái vì vậy đó là nó kết nối giữa cái vế 1 và cái vế 2. So the word therefore connection to verse cái trước of me. Và cái sau. The first and the second. Cho nên tại đây tôi nói là vì vậy therefore, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những gì thuộc về xác thịt. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Thế nào là một người sống theo xác thịt? So what is dominated by the sin? Ở đây không nói rằng người tin Chúa sống theo xác thịt. It doesn't say Christian but live by the flesh. Bởi vì trong Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô trong chương thứ 3. First Corinthians chapter 3. Thì Phao-lô có nói rằng anh em thuộc về xác thịt như sau. Từ câu 1 cho đến câu số 3. Verse 1 to 3. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ. Tôi lấy sữa luôn anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét, sự tranh cạnh, anh em há chẳng là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Đây là phần follow giải thích về cái người con đỏ hay là người có tánh xác thịt. This is Paul describe the one who live by the flesh. Như vậy cái người mà con đỏ hay là người có tánh xác thịt đó, người đó có được cứu không? So the one who live by the flesh was the he or she been saved. Có được cứu không anh chị em? Vẫn được cứu. They will be saved. Bởi vì họ đang trong tiến trình tăng trưởng. Because they in the process of growing up. Cho nên là trong Roma đoạn 8 câu 5 không nói về cái người tin Chúa nhưng mà còn yếu đuối. So in verse 5 chapter 8 Roman it doesn't say about weak Christian. Nhưng Phaolô cho thấy chúng ta đã thấy rằng đây là một cái bức tranh tương phản. But Paul gave us a clear picture about it. Dù một người không có Chúa và một người có Chúa. No matter you're Christian or not. Ở trong cái bản dịch 2011 như sao? In a translation 2011. Vì những kẻ sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt. For those who live by the flesh, leave their mind on the flesh. Như vậy kẻ sống theo xác thịt này tính là gì? Đó là cái người chưa có Chúa. So the one who live by the flesh is the non-Christian one. Hay nói khác là họ chưa có cái dấu hiệu của sự cứu rỗi, cái giá chuộc.
or which means that they haven't believed in Jesus Christ. Thì cái tâm trí họ chỉ hướng về những điều thuộc về xác thịt thôi. So their mind only face going toward the flesh. Chúng thấy người thế gian ngày hôm nay, mặc dù họ ăn hiền ở lành rất tốt. We see that non-believers sometimes they live a great life. Nhưng cái sự ăn hiền ở lành có được cứu không ạ? But that doesn't save them. Có đủ tiêu chuẩn để cứu rỗi không? Not enough. Nhưng mà họ có được phước không? But they were blessed. Đó vì nguyên tắc của Chúa, họ gieo cái gì họ gặt cái đó. Because they also live true to the law of God. Nhưng mà cái người sống theo xác thịt thì không được cứu. But they will not be saved. Vì cái tâm trí của họ chỉ nghĩ về những điều thuộc về xác thịt thôi. Because their mind only thinking about the flesh. Tôi ví dụ như ngày hôm nay gần Tết, anh chị em thấy rằng là người ta làm gì trong những ngày gần Tết này ạ? For example, it's almost Tết holiday. So what do you làm gì ạ? Mua sắm hả? Không có tiền cái gì mua sắm? Shopping. Người ta làm gì? Người ta kiếm tiền đúng không ạ? They earn money. Người ta tận dụng thời gian kiếm tiền. They using every time to make money. Có nhiều người nhắn cho tôi nói rằng là mục sư ơi cảm thông cho tôi đi, vì những ngày mấy ngày này tôi kiếm tiền nhiều lắm. And some people call me please okay. Cho nên tôi không thể đi thờ phượng Chúa được. I have some work to make money for Tết holiday. Như vậy tôi cảm thông hay là Chúa cảm thông? So I'm empathy. I sự will thờ phượng Chúa. God will. Và đi làm thì chúng ta thấy là đi làm thì có tiền. Đúng không? So working will give you money. Nhưng mà thờ phượng Chúa thì có gì ạ? But worship God. Có phước. You will have blessing. Bây giờ giả sử như cái túi của tôi nó bị lủng, tôi bỏ tiền rất nhiều vào đây thì sao ạ? For example, my nó cũng mất cái này. My pockets have a hole. I put nó không mất cái này, nó cũng mất ở chỗ khác. I still lose it. Nhưng mà nếu chúng ta để thời gian để thờ phượng Chúa, but we if spend time to worship God, những sự buồn phiền trong đời sống của tôi và chị em được tất đi. All the sorrow is gone. Khi chúng ta thờ phượng, chúng ta ca ngợi Chúa thì tất cả mọi cái sự vui mừng của Chúa bắt đầu đổ đầy cho chúng ta. When we worship, the joy of God will pour out on us. Và Chúa nói về khi chúng ta ca ngợi Chúa thì điều gì xảy ra anh chị em? And when we worship God, ở trong sách Esai đoạn 35 câu 10 nói như thế nào ạ? Esaiah chapter 35 verse 10. Những kẻ được cứu chuộc sẽ vui mừng trở về Siôn. They will be live with joy in Zion. Họ bắt đầu họ ca hát mà họ hướng về Siôn. They sing and they walk. Siôn là nơi ngự của Chúa. This is the heaven. Khi mà lòng của họ hướng về Siôn để ca ngợi Chúa. When their heart looking toward the worship of God. Tất cả mọi buồn bực than vãn sẽ chạy trốn. All the sorrow is gone. Mọi buồn bực than vãn sẽ chạy trốn. It's gone. Khi chúng ta ca ngợi Chúa thì buồn bực than vãn sẽ chạy trốn. When we worship God, all the bitter in our life. Trong cả một tuần lễ ông bà chị em có những sự buồn bực không? We do have bitter and sorrow on week we live. Rồi khi chúng ta đến đây chúng ta cũng mang cái tâm trạng buồn bực phải không ạ? Sometimes we bring that emotion. Khi đi đụng những cái là thấy bực mình lắm rồi. So just a little touch and you're angry about it. Nhưng mà khi ta ca ngợi Chúa thì sao? But when you worship mọi God, buồn bực than vãn sẽ chạy trốn. It's all gone. Vậy thì chúng ta chọn sự thờ phượng Chúa để buồn bực than vãn chạy trốn, hay là chúng ta giữ cái sự buồn bực đó để đi kiếm tiền? So you want to choose God or choose the sorrow in your life? Và đôi khi những cái buồn bực đó chính là cái túi nó bị lủng. And it's just like a pocket with a hole. Tôi bỏ tiền nhiều lắm, ngày làm ngày không đủ, tranh thủ làm thêm, làm thêm ngày Chủ nhật. I put money in pocket. Ngày thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật tôi làm gấp 2, gấp 3 tiền. I got triple double when I work. Bình thường tôi làm có 500.000 một ngày, nhưng bây giờ tôi làm trên 1.5 triệu. I only work 500. But nhưng bỏ một cái túi lủng này, I have a million more. Nó còn được. But the whole just, biết được nhiều nữa. Just let the money drop. Okay. Nhưng khi chúng ta thờ phượng Đức Trời thì cái tâm linh chúng ta vui mừng. But when we worship God, our soul will be enjoyed. Như chị chính đã bị cái thói quen cuộc sống này mấy chục năm rồi. Bao nhiêu năm rồi? Her spine have a problem. Thói quen cuộc sống này bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi. A problem in her spine. Đau đớn. 30 years. Mà chị chính không phải chị thói quen cuộc sống. But chúng ta biết là bệnh quá chừng bệnh luôn. She have sickness and disease. Và đây anh em là từng chứng kiến khi mà chị được cầu nguyện được giải cứu như thế nào. But she's the one who observe. Chị đã trả giá cho cái đức tin của chị bằng cái việc mà thậm chí là dọn ra khỏi nhà để sống tự do. She paid the price very much for her faith. Và trước đây thì nhờ chúng tôi cầu nguyện để chị được giải cứu và chữa lành. And according to the prayer of the church for her. Nhưng bây giờ cái vườn nho này nó trổ hoa rồi. Now everything is done. Là chị bắt đầu tự kêu cầu Chúa. She pray for herself. Tôi mừng vì điều đó bởi vì chị không gọi cho tôi. She pray on her own without. Nhưng chị gọi cho Chúa. Without calling me. Amen. But she calling to God. Hãy gọi cho Chúa bà chị em. So calling God, Chúa. Not calling me. Khi bà chị em bắt đầu cầu nguyện và chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa rồi. When you pray and experience the miracle of God. Thì đó là niềm vui của hội thánh. That is your joy and bởi vì anh chị joy. Em được trưởng thành rồi. Because you are grown. Chủ nhật vừa rồi khi tôi và vợ tôi giảng ở tại Lộc Hưng. Last Sunday when me and my wife preach in Lộc Hưng. Có một người chị em đi vô thờ phượng Chúa. There's a sister came in. Bà đi cái chân. She didn't walk normally. Tôi vẫn giảng bình thường, thờ phượng Chúa bình thường, mà vẫn giảng xong thì người chị em này lên mà nói rằng giáo sư cầu nguyện cho cái chân nó nhức quá nhức. In the end she came to me, please pray for me. Nhức mà phải đi, phải quăng quăng cái chân như vậy cho nó đỡ nhức. My leg is hurt. It's painful. Tôi nói em tin được chữa lành không? So I said, do you believe you will be healed? Tôi đặt tay tôi cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Mỗi lần đo ngay chiều cái chân này được chữa lành. And I started to pray for her. Tôi nói thử đi. And I said try to walk. Cái anh này đưa cái chân.
And she tôi hỏi hết chưa? And she shake her leg. Dạ còn nhức. And she said it still hurt though. Nó nhức hơn nữa. And even more. Là tôi biết là tại sao nó nhức hơn rồi. And I realized that. Tôi đặt tay lần thứ hai và Chúa nói với tôi là cái chân này hồi đó bị phán bùa. I pray and God said to me. Tôi hỏi có đi phán bùa cái chân này không? Dạ God said to me that this leg was in witchcraft. Tôi hỏi muốn được giải phóng không? I said, do you want to be released? Và tôi đặt tay lên đó, nhân danh Chúa Jesus, hủy bỏ tất cả những cái bùa mà người này đã phán vào cái chân này. And I pray to broken all the witchcraft on her leg. Rồi tôi buông ra. When I release, tôi đã kiểm tra lại đi. I said, check again. Người này nè. She shake it. Sao rồi? Hết rồi. She said, it's done. Được chữa lành hoàn toàn ngay lúc đó. She was healed completely that day. Nếu không đi thờ phượng Chúa thì sao? So if she not worship, có kinh nghiệm được quyền năng này không? She would not experience that. Hallelujah. Cho nên tôi mừng vì có khi anh chị em gặp những năng này mà nếu chúng ta cầu nguyện được với Chúa. So I'm joy that you know how to pray for your own. Thì đó là phước hạnh cho thánh. That is your blessing and also the blessing. Còn nếu mà 5 năm sau anh em tin Chúa mà anh em vẫn gọi alo mục sư ơi cầu nguyện cho tôi với. So what if 5 years later you still calling me please pray thì for là me. Khổ mục sư rồi. That is not good for you or in the past. Có những người trách tôi đang ngồi tại sao hồi đó hay là thường xuyên hỏi thăm cầu nguyện nhưng bây giờ tại sao không? Some people ask why you did not pray for tôi nói là đó một đứa con nó khác mà bây giờ ngàn đứa con nó khác. Say, one child is different. Ở đó tôi chăm sóc có 10 người thôi. I only take care of 10. Mà 10 người thì một tuần lễ tôi có thể thăm viếng tôi hỏi thăm tôi 10 người được. Take care of 10 person in one week is okay. Nhưng bây giờ hội thánh đã lớn lên và hàng ngàn, hai ba ngàn người thì làm sao mà tôi chăm sóc được hết? So what if it turn into 1,000? How can I do? Thì thay vì chăm sóc từng con chiên thì bây giờ tôi chăm sóc những người lãnh đạo của những con chiên đó. So instead of taking each one of them, I take care of. Và có nhiều anh chị em mà trong hội thánh chúng ta đã chia ra những cái tổ để các tôi Chúa để thắp viếng và chăm sóc gây dựng anh chị em. So we separate in many groups so that we can take. Thì những người đó cầu nguyện cũng như tôi cầu nguyện thôi. So they pray just like mine. Quan trọng nhất là đức tin của anh chị em. The point is your faith. Thì khi anh chị em tin, when you believe, anh em được chữa lành. You will be healed. Và thực hành đức tin. And according to your chúng ta faith, sẽ được chữa lành. You will be healed. Ví dụ như em Hà đã thực hành đức tin. For example, Miss Hà, she just using her faith. Và bắt đầu em kinh nghiệm Chúa trong quyền năng của Chúa. And she experience God. Hallelujah. Amen. Xin Chúa ban phước để rồi tất cả cho được lớn lên ở trong Chúa. May God blessing so that you grow in God. Bây giờ chúng ta trở lại ở trong câu số 5 này. We're back in verse 5. Tôi xin đọc cái bản dịch 2020. Xin lỗi 2011. Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí của họ vào những việc thuộc về xác thịt. Đây là những người nói về những người chưa có Chúa. This is mentioned about the one who's non-believer. Tức là cái tâm trí của họ chưa có Chúa ngự trị. Which means God haven't been in their. Tâm trí của họ chỉ xu hướng về xác thịt mà thôi. They might only think about flesh. Đó là cái cách mà Chúa Giêsu đã diễn đạt ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 6. That is what Jesus say in Matthew. Vì họ chú tâm đến việc ăn gì, uống gì, mặc gì. Because they thought about what to drink, what to wear, and what và to do. Đây là ba yếu tố quan trọng mà con người đang tìm kiếm. But that is the main three thing people looking. Sáng ra mở mắt ra thì họ tìm, họ hỏi cái câu đầu tiên là gì? Ăn gì? Rồi gì nữa? Uống gì? Rồi gì nữa? Mặc gì? First question of the day, what's nhu cầu đó chúng ta có cần không ạ? But tất cả chúng ta cần. All of us needs that. Đây là nhu cầu bình thường. That is necessary need. Chúa nói rằng đây là nhu cầu của những người họ người đời họ tìm. This is the need of everyone. Nó sẽ, người có Chúa sẽ có một sự khác biệt. But there's a difference when you're Christian. Chúng ta cũng phải ăn. We do eat. Uống. We drink. Mặc. Wear. Nhưng mà điều quan trọng hơn của người có Chúa là gì? What's the most important tìm thing? Tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời. Looking for the kingdom of heaven. Sự công bình của Ngài. And His faithfulness. Cho nên đây là sự khác biệt. So that's the make us different. Cho nên là một bức tranh mà sứ đồ Phao-lô cho chúng ta nhìn thấy hai cái hạng người. So one picture but two vision. Chưa có Chúa, họ chỉ chú tâm về xác thịt mà thôi. Non-believer only about flesh. Nhưng người có Chúa thì sao? But the Christian one. Nhưng ai sống theo Thánh Linh thì đặt cái tâm trí vào những gì thuộc về Thánh Linh. Those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Vậy tôi sẽ nói với bà chị em, những người tin nhận Chúa vẫn còn tâm trí xác thịt không? So I ask you a question, do you have the flesh? Nhưng mà tâm linh của họ là đã thuộc về Chúa chưa? But their soul believe. Họ đã có ấn của Thánh Linh chưa? They have the mark of the Holy Spirit. Như vậy cái tâm trí xác thịt đó đòi hỏi tôi và anh chị em chúng ta phải tiếp tục bước đi cùng với Chúa. So the mind and flesh keep dragging us down. Nhưng mà tâm trí của người tin Chúa khác với tâm trí của người chưa tin Chúa. But the mind of the Christian will be different. Dầu cho người tin Chúa tâm trí nó vẫn còn có những việc làm của xác thịt. Even though you're a Christian but you may have some time flesh. Nhưng mà tâm trí của người tin Chúa đã có Thánh Linh của Chúa ngài ở bên trong. But the difference is you have the spirit. Và có lời của Chúa vào trong chúng ta. And you have the word of God. Biến đổi chúng ta trong lời của Ngài. Transform you inside. Thanh tẩy tâm trí của chúng ta. Cleanse your mind. Cũng trong Roma chương thứ 12. Romans chapter 12. Câu số 2 ghi như sau. Verse 2. Đừng làm theo đời này. Don't copy the behavior. Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. But let God transform you into a new person. Vậy thì
cứu chuộc, tái sanh, thánh hóa tâm linh. So you only been saved là do chúng ta tin Chúa và thánh linh của Chúa hành động ở trong. By accepting Jesus and the Holy Spirit. Nhưng mà đổi mới tâm trí là do chúng ta quyết định. But transform your mind is your choice. Để lời của Đức Chúa Trời thấm nhuần trong chúng ta. So that the word of God can transform. Nếu anh chị em càng có lời Chúa nhiều, if you continue to read the Bible, thì tâm trí được biến đổi. Your mind is changed. Còn nếu một người tin nhận Chúa có sự ấn chứng của thánh linh, but and the one that have the mark of the Holy Spirit, họ đã thuộc về Chúa, được cứu rỗi rồi. They believe they belong to nhưng God. Nếu không có lời Chúa, but without the word of God, thì tâm trí của họ vẫn là tâm trí cũ. Their mind is still the same. Và Phaolô nói như thế này, việc làm của xác thịt là rõ lắm. And Paul said, the work of flesh. Ở trong Roma, trong Galati chương 5 câu 19 đến 21. Galatians chapter 5 verse. Nào là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thần tượng, vân vân. It's a work of the flesh. Nhưng mà đó là cái tâm trí cũ. But that the old mind. Tâm trí cũ này nó khác với cái tâm trí của người chưa có Chúa. The old mind is different from the mind that have. Ông bà xem phân biệt được điều này chưa? Mặc dù người tin Chúa là vẫn còn cái tâm trí cũ, nhưng mà tâm trí cũ đó không phải là tâm trí của lúc mà chúng ta chưa tin Chúa. The old mind of the Christian is different from the one that haven't believed in. Có lấy một ví dụ nữa. For example, giả sử một người nữ lập gia đình. A woman been into a marriage. Và trước khi họ lập gia đình và sau khi họ lập gia đình. Before and after marriage. Họ là một người có gia đình. She is a woman. Và họ sống với chồng của họ và họ mang thai. She pregnant, she have a, she do all the things that belong to. Vậy thì người nữ chưa mang thai và người nữ mang thai khác nhau ở chỗ nào? So what the difference of the one who pregnant and the one who don't? Nhìn bên ngoài họ vẫn là một người nữ. They the same. Đúng không ạ? Nhưng mà trong họ có gì thay đổi rồi? But inside them, họ đã có đứa con của họ rồi. They have a child. Họ mang thai, bắt đầu đang lớn lên rồi. One is yes and one. Nhìn bên ngoài không thay đổi. There's no difference. Nhưng bên trong đã thay đổi. But inside, nhìn bên ngoài không có mới. Nothing new. Nhưng bên trong là mới. But inside there's something new. Thì khi chúng ta tin nhận Chúa cũng giống như vậy. That's just like us when we believe in God. Nhưng một người mới tin nhận Chúa, họ vẫn còn đầy những cái sự yếu đuối. When they first believe in God, they still have flesh. Và chúng ta lầm tưởng rằng cái người đó là cái người như thế gian. And we might misunderstand that. Nhưng không, bên trong của họ có một cái điều quan trọng bên trong rồi. But the difference is inside them, the Holy Spirit. Đó chính là gì ông bà chị em? Đó là hạt giống của Đức Chúa Trời ở bên trong họ. The seed of God is in there. Hạt giống đó được Thánh Linh đặt bên trong rồi. It was planted by the Holy Spirit. Đức Chúa Trời đã ấn chứng bên trong rồi. They have the mark in the soul. Không ai có thể lấy hạt giống ra được. Nobody can take it out. Và Chúa nói là người này là thuộc về Ngài rồi. And God said, this one belongs to me. Người này được ghi tên vào trong sách sự sống rồi. Their name is in the living book. Và bên trong bắt đầu được biến đổi. And they've been transformed slowly. Mỗi ngày. Day by day. Và chúng ta sẽ thấy con người mới nó không bắt đầu từ bên ngoài. And we see the transform not from the outside. Nhưng con người mới bắt đầu từ bên trong. But from the inside. Nó thay đổi từ bên trong. It's transformed from the inside. Con người mới không phải bằng những bộ đồ mới. Not by the new dress you have. Không phải nhờ make up. Not by make up. Không phải vì cứ tươi cười với mọi người. Not by your smile. Nhưng con người mới nó bắt đầu từ bên trong. But it's from the inside. Đã lớn lên bên trong. You're growing inside. Và một ngày nó được sanh ra. And one day it will spread outside. Paulo nói như thế này. Paul said, tôi cầu để cho đến khi Đấng Christ được thành hình ở trong anh chị em. I pray so that the Christ cầu nguyện cho anh em để khi Đấng Christ thành hình ở trong anh chị em. I want Christ to be formed in you. Ông không cầu nguyện để bên ngoài anh chị em được thay đổi. He didn't pray for the outside. Nhưng ông cầu nguyện để cho con người bên trong được thay đổi. But he prayed for the inside of human to be. Chúa nhìn vào bề trong hay Chúa nhìn bên ngoài? Because God looked from the inside. Nếu bên ngoài có thay đổi mà bề trong không có thay đổi, if you change the outside but not thì đó the vẫn inside, là con người xác thịt. They're still flesh. Người chưa tin Chúa. That was be. Nhưng đôi khi con người bề trong thay đổi, con người bề ngoài chưa thấy thay đổi. But when the inside is transformed. Nhưng họ đang đổi mới. There will be something new. Chúng ta vui mừng vì có những anh chị em chúng ta tin nhận Chúa là đang đổi mới. And when you believe in God, you will be. Những người vừa nhờ tin nhận Chúa thôi thì hạt giống của Đức Chúa Trời đang ở trong người đó rồi. When you believe God, the seed of God already in you. Giống như người vợ đã nhận hạt giống của người chồng và hạt giống nó đang lớn lên ở trong người đó. Just like a woman received the seed from her husband. Người vợ cứ tiếp tục ăn nuốt thực phẩm cho nó tăng trưởng, ăn những đồ bổ để cho nó được khỏe mạnh. She just live her life normally. Và đứa bé cứ dần dần lớn lên. But the nutrition will be in the baby. Cho đến một ngày nó có hình hài đầy đủ. Until she became pregnant. Nó được sinh ra và được bồng bế. So the baby will be born. Đó cũng là cái tiến trình tăng trưởng ở bên trong. That is also the process of us inside. Cho nên câu kinh thánh này không nói với chúng ta về cái lối sống. So it's not about the lifestyle. Nhưng nói cho chúng ta về hai cái hạng người khác nhau. But it mentioned about two different persons. Họ chỉ sống theo xác thịt và tâm trí họ chỉ hướng về xác thịt. Non-believer with their mind. Nhưng một người tin Chúa Giêsu và có thánh linh của Chúa. But the believer with the Christ.
Người đó đang bước đi trong luật của Thánh Linh sự sống. They walk by the law of the Holy Spirit. Và người đó tập trung vào những gì thuộc về Thánh Linh. And they focus on what belong to the Spirit. Sứ đồ Phi-e-rơ nói như thế này. Peter said, anh chị em được sống lại bằng Christ rồi. You already been reborn. Thì ham mến cái gì ạ? So please, cái sự trên trời. Love what believe in God. Love không what có ham mến cái sự dưới đất. Not what on earth. Tập chú về những điều trên trời. Focus on what on không heaven. Tập chú về gì đất. Not on earth. Trước đây chúng ta có thể tranh giành về những đề vật chất. We might fight for làm sao cái gì đó được thuộc về chúng ta. We try to để chúng ta có thêm nhiều. So we can have more. Không ai có thể lấy khỏi chúng ta được. Or no one can take it from us. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa. But when we have God. Thì cái mục tiêu của chúng ta khác rồi. Our goal is different. Chúng ta không còn tập trung dưới đất nữa. We're not focused. Chúng ta vẫn sống dưới đất. We live vẫn làm việc. Work. Vẫn có tiền. Still have money. Để chi vậy? Cho chi dùng trong cuộc sống của chúng ta. To use for our nhưng tất cả những tiền bạc và tài sản chúng ta có được. But everything that we have. Dùng với một mục đích hoàn toàn khác. Use for different purpose. Đó là chúng ta dùng nó để chúng ta làm việc của thiên đàng. That's it. We use it to have the word on heaven. Tôi nhớ năm 2002. In back in 2002. Khi chúng tôi mới vừa cưới nhau. When we first married. Tôi lúc đó tôi có hỏi thánh cho tôi mượn chiếc xe. I borrow the car. From chiếc xe lúc đó là xe Trung Quốc thôi. It's only a China one. Và tôi đi chiếc xe đó. I driving that. Cho đến khi tôi bước đi trong cải tượng và tôi trả cái chiếc xe đó về cho hội thánh. When I give it back the bike or the car to the church. Và tôi được mua một chiếc xe khác. And I was bought another one. Và chúng tôi vui hưởng vì tôi có một chiếc xe cho cá nhân của mình. And we happy that we have our own car. Và tôi đi xe đó một thời gian. And I drive for a while, for a time. Và chiếc xe đó thì đi cũng là xe Trung Quốc. Even though it's still the China one. Thời gian thì nó lại trục trặc. And it may have some problem. Tôi mới cầu nguyện Chúa ơi, xin Chúa ngài cho con chiếc xe tốt, xe mới. And I pray to God, please give me a new one. Và cái lời cầu nguyện đó được Chúa lắng nghe. And that was accepted. Một người anh em bữa đó nói chuyện với tôi, ở lúc này anh học vị Chúa ở đâu? Tôi nói tôi học vị Chúa ở vùng Củ Chi, ở vùng Trảng Bàng. Brother called me and asked how you doing. Nói rồi có xe để đi chưa? So he asked me, do you? Tôi nói có nhưng mà xe Trung Quốc. Do you have car yet? Người nói đi xe Trung Quốc nó nằm đường hay sao? I said I do have but it's not a. Thế là người này nói, được rồi, để tôi cầu nguyện cho anh để anh có xe tốt. And he said, let me pray for you so that you have a new car. Thế là khoảng 2 tuần sau. 2 weeks later. Anh gọi cho tôi và nói rằng là đến đây uống cà phê. He called me, can I meet you for a while? Uống cà phê xong anh ơi, bây giờ đi với tôi. And after the, we have some chit chat. Dẫn tôi ra một cái cửa hàng xe. He said, go with me. Và bây giờ anh chọn đi. And he said, choose whatever you like. Thì chúng tôi chọn chiếc xe đó là xe của Đài Loan. He take me to a car dealer and said, choose whatever. Cũng là đường bật phải không ạ? Từ Trung Quốc qua Đài Loan. And I chose the one from Taiwan. Ngày xưa mà nếu có xe Đài Loan là ngon rồi. Cái xe S của em. Và tôi có chiếc xe đó tôi mừng lắm. And I'm very joy with that. Tôi vui mừng mà tôi trở về. Tôi láo chùi chiếc xe mỗi lần đi đâu ra chỉ dơ chút là tôi làm chùi. I even love the car than myself. Nhưng mà đi hầu vì Chúa tôi vẫn chạy chiếc xe cũ. But when I go on the missionary, I still use the old car. Mỗi lần đi thì xe nó bị lủng bánh rồi nó bị chết máy dọc đường. Thậm chí tới 11 giờ tôi mới về tới nhà. 11 giờ đêm mới về. I still using the old one even though they still have problem with it. Và vợ tôi thì ở nhà trông ngóng. And my wife waiting for me. Tôi trở về và tôi nói chiếc xe nó bị nằm đường. And when I came home, I said to my wife that the car. Tôi lại trong lúc mà tôi dẫn bộ chiếc xe đó thì tôi nói Chúa ơi cho con xe đẹp. I asking God. Chúa ơi cho con xe mới để tôi hầu về Chúa. Give me a brick great one. Lúc đó tôi không có nhớ chiếc xe mới nằm ở nhà. But I don't using it. Và tôi nghĩ rằng chiếc xe đó là để ở nhà nó để mà đi đám cưới. And I thought that this bike or car will. Còn chiếc xe cũ là xe đi hầu về Chúa tiếp. But the old one will be only for missionary. Và khi tôi trở về nhà. And when I came home. Nữa. I pray Chúa ơi cho con xe mới. I pray, give me a new one, please. Chú chỉ cho tôi chiếc xe mới đó kìa. And God show me. Chiếc xe đó để con đi đám cưới mà. I said that one for the wedding. Vậy thì hồi lúc con xin là chiếc xe đó để làm gì? So what did you ask for? Để đi hầu vị Chúa. You asked for the car. Nhưng bây giờ nó lại là chùm mền. Mình để đó. Use it. I asked for, but I didn't use it. Vậy thì đi đám cưới với đi hầu vị Chúa cái nào là đầu tư nước trời? So what's my purpose at that time? Mình lấy cái cũ kỹ để đi đầu tư nước trời. I'm using the old còn one cái mới God. Cái tuyệt vời cái tốt nhất thì mình lại đầu tư cho nước đời. And I'm using a better one for myself. Mình thấy ông bà cho em thấy nước đời không? That is kind of wrong. Và thế là tôi hiểu ý của Chúa, tôi dừng lại và tôi nói, dạ, bắt đầu ngày mai con đi xe này. So that time I con đi làm công việc Chúa xe này. I was using the new one to worship. Còn đi đám cưới không còn quan trọng nữa. I don't care about the wedding myself anymore. Vậy thì ông bà chị em muốn chọn cái tốt nhất để đầu tư nước trời. So using the best one for. Hay là cái tạm thời để đầu tư nước trời. Not using the worst one for heaven. Bộ đồ nào đẹp nhất để đi thờ phượng Chúa? The best one must be for heaven. Hay là bộ đồ đẹp nhất để mình đi ăn cưới? Nhìn lại cho mình có bộ đồ đẹp nhất chưa, đang mặc đồ đẹp nhất chưa?
Đây tôi mặc cái áo vest đẹp nhất mới mua. 500 ngàn. Wearing a new one I just bought. Tôi thấy nhiều khi chúng ta rất là xòe xòa khi chúng ta đi thờ phượng Chúa phải không? Sometimes we look a little bit clumsy when we in church. Tôi mong rằng những ngày tới, những ngày Chủ nhật tới, ông bà cho em mặc bộ đồ thật đẹp. I hope that you gọi là đồ vía. I hope that from the next time. Chúng ta phải chọn cho được tốt nhất cái đầu tư nước trời. Fancy for church. Amen. Amen. Chứ không đem đồ cũ lên nước trời không thì mai mốt là mệt lắm ạ. So please invest in heaven, not the. Mỗi ngày bên cạnh hãy chọn điều tốt nhất để phục vụ Chúa. Choose the best thing. Hãy chọn điều tốt nhất, hãy làm điều tốt nhất để do the best thing for heaven. Đôi khi cái tốt nhất của chúng ta đó là một cái bộ đồ không phải là đồ đẹp lắm đâu. Maybe our best thing is nothing. Nhưng nó lại điều tốt nhất của chúng ta. But it is our best. Tốt nhất của chúng tôi khi chúng tôi cưới nhau lúc đó là chiếc xe Trung Quốc. The best of us at that time is. Nhưng mà nó từ đại lục nó chuyển ra Bạch Đà Rảo. Nó cũng là Trung Quốc nhưng mà nó lại là đồ tốt nhất của chúng tôi. But we always using the best one for. Cái tâm trí cũ chưa thay đổi thì cái việc làm chúng ta cũng chưa thay đổi. Our own mind haven't been changed, our work will not be changed. Bạn sẽ biết một thời gian xa lâu như vậy. For long tôi vẫn lúc nào cũng nghĩ là phải đi xe cũ. I think that I need to take the old. Đi xe cũ mới là người khiêm nhường. Because I think that is humble. Đi xe cũ mới là người gọi là giản dị. Like simple and humble when using the. Một ngày nọ là cái lễ bắp tem ở tại Trảng Bàng. When I baptized. 13 người đang chờ tôi làm bắp tem. 13 person waiting for me. Tôi chạy chiếc xe tay ga cũ của tôi. And driving the old bike. And bạc. Just go and. Xe không chạy được nữa. Đi dẫn bộ để đi cái chỗ đi sửa. Mở ra thì cái dây cô ro của nó đứt hết rồi. It's absolutely bởi vì down. Nó quá sức chịu đựng của nó. It's too old. Với cái cường độ đi làm việc của chúng tôi thì nó chịu không nổi. As I go very much, it's not suitable. Thay vì tôi chỉ cần 40 phút là tôi tới nơi để tôi làm bắp tem. Instead of 40 minutes. Và tôi dẫn bộ và đi tìm được cái nơi để sửa xe thì rất lâu. I take more than an hour. Và khi tôi đã tìm được chỗ xe rồi, thời gian đã hết. But when I came, they tôi mới gọi điện cho người phụ trách trên đó. And I call the church. Bây giờ xe tôi nằm đường rồi, không thể nào lên bắp tem được. Yeah, my bike is broke down, so I cannot come. Tôi rất là giận vì có tại sao giờ lúc này là lúc quan trọng nhất mà tại nó đứt cái dây của nó. I'm angry and I said, why did you broke down at this time? Lúc bây giờ bắt đầu tâm trí tôi nó hoạt động. And that time my mind started to. Tôi cứ nghĩ rằng là mình mua chiếc xe cũ để mình có thể giản dị hơn. I thought that maybe the simple one would keep me. Nhưng đó chính là cái tâm trí cũ. But that is the old. Trong khi Chúa cho tôi tiền để mua xe mới mà tôi không đi mua xe mới. God giving me the money. Tôi lại mua xe cũ tiếp. I still buying the old one. Như vậy cái công việc của Chúa bị trục trặc là không phải là do Chúa không cho. So the word of heaven been stopped not nhưng because mà do of God, tâm trí cũ provide, của tôi không thay đổi. But because I'm not using the new mind to do it. Thay vì tôi có mặt ở trên đó để tôi làm bắp tem. Instead being there on time. Thì bây giờ tôi phải quần quật với chiếc xe cũ của mình. Now I have to sit here with the bike. Tôi bắt đầu thay đổi. So I start to change. Tôi xin Chúa cho tôi không còn giữ cái tâm trí cũ nữa. I pray that. Tôi muốn làm điều tốt nhất để dành cho Chúa. So I can do the best for him. Và Chúa đã thay đổi chúng tôi. And God changing us. Cho nên Chúa cho tôi và chị em chúng ta thấy có sự khác biệt giữa cái tâm trí cũ. So may God let you see the difference. Mặc dù đã tin Chúa rồi. Even though you already. Nhưng mà tâm trí cũ sẽ khiến cho chúng ta sẽ không có được phước. But not using the old mind anymore. Hãy bắt đầu đổi mới tâm trí. Start using the new mind. Năm mới này chúng ta phải đổi mới tâm trí. Change your mind. Đổi mới tâm trí bằng lời của Chúa. By the word of God. Đổi mới tâm trí bằng những suy nghĩ tích cực hơn. By the positive thought. Phải chọn những điều tốt nhất để dành cho Chúa của chúng ta. Using the best thing for God. Nếu chúng ta móc cái túi ra để chúng ta dâng hiến cho Chúa. We take out the wallet. Có một đồng tiền cũ và đồng tiền mới. A new and the old money. Chúng ta sẽ dâng tiền nào? Which one did you use? Mới hay cũ à? The old or the new one? Tôi nhớ ngày xưa tâm trong tâm trí cũ. When back in the old mind, cầm tiền ra, take the money out, và bắt đầu tìm, looking, Chúa thông cảm cho con hết tiền lẻ rồi. And he said, God, I run out of change. Còn tiền lẻ không cho xin cho mừng. And asking for change for that person. Và người này đưa cho tiền lẻ. And tôi nhớ ngày xưa mà dân đồng tiền mà 2.000 đồng này là nhiều lắm rồi. Back in the old time, using 2,000 is already very. Thành tiền 80-90. Chúng tôi cầm đồng tiền mà chúng tôi làm như vậy. I fold is very small. Like for nobody to see. Nắm thật chặt trong bàn tay. Hold it tight. Ngày xưa nếu mà có đồng tiền này. Back in the old day, if you have this type of money, the 500,000. Dẫn 10 người đi ăn, đi uống nước cũng không hết. Lúc mới đổi tiền. That's enough the meal for 10 person. Và nếu như chúng ta có một cái đồng tiền lớn hơn. And if we have a bigger one. Khi mình dâng hiến đồng tiền lớn hơn này. Which one will you use? Mình phải nói lời cảm ơn Chúa, con bữa nay con dâng hiến đồng tiền lớn. When you're using the green one, you show it out.
Nhưng mà khi mình dâng cúng đồng tiền nhỏ thì sao? But when you offer the small one, you fold it very tight so that no one can see it. Nhà thờ thì có người bưng cái hộp tiền dâng đi đến. Yeah, in some church they will bring. Và nếu tôi dâng đồng tiền lớn thì tôi làm gì? If we're using the big one, I let everyone see it. Còn dâng đồng tiền nhỏ tôi làm gì? But when using the small one, I hide it. Tôi khiêm nhường quá phải không? That is not humble. Có một cái trường hợp nữa. For another example. Trong một lần dâng hiến thì cái người này móc ra tờ tiền lớn. There's one time in the time of offer, there's a man. Nhưng mà trong túi mình không có đồng tiền nhỏ để mà dâng. Because he ran out of the small one. Người này cũng cầm đồng tiền dâng lớn để dâng. And he using the big money. Người này ship đồng tiền lại một góc. He folded very much. Và sau đó bỏ vô dâng hiến. He folded. Tới chừng xong giờ nhóm. After the church. Thì người thủ quỹ với người thư ký đến để kiểm tra đồng tiền. The secretary checking out the money. Người này đến mà nói với người thủ quỹ. And this man come. Thổi lại giùm tôi. Can I have some change for that? Why? Tại sao? And the secretary asked why. Và cái người thủ quỹ mở ra, wow, cảm ơn Chúa, bên này có người dâng tờ 500.000. And she shout the five. Bên này có người thánh này có người chúc bánh rồi. And she saw that was for the church. Nhưng mà cái người này nói không. Anh ơi, có thấy cái tờ tiền đó gì đặc biệt không? But that guy said, no, do you see the difference? Nó có ship một góc. The corner was been fold up. Hồi nãy tôi không có tiền lẻ cho nên tôi dâng cái đồng tiền này tôi ship góc đó nhớ không? I don't have the change so I using that one. Bây giờ thôi lại. Can you give me some change? Người thủ quỹ nó không được, hồi nãy cầu nguyện dâng cho Chúa rồi. And the secretary said, no, you already give it. Hồi nãy là dâng là tận 100.000 dâng cho Chúa rồi. It's already in the box. Nhưng mà tôi nãy tôi ship con góc mà. But he said, that's all I have right now. Người thủ quỹ nói đã dâng cho Chúa thì không có thối tiền lại được. How can I change? I give you the change. Người này gãi đầu và suy nghĩ. And he said, this man thing. Thôi cũng được. Okay, just take it. Thôi tôi dâng luôn đó. Just take it all. Thì người thủ quỹ nói, nhưng mà không được. But the secretary said. Thì mặc dù cái tờ tiền này là từng 100.000. Even though it's very much. Nhưng mà lòng anh có một góc à. But your heart is only smaller than that. Vậy thì chuyển lên thiên đàng được bao nhiêu? So how much did you? Góc là 500 là tờ nguyên tiền. Vậy thì đó là tâm trí cũ hay mới? Tâm trí cũ. That is the old mind of him. Vỗ vai người bên cạnh, năm mới đổi mới tâm trí. So start the resolution, so you change your mind. Amen. For the new year. Năm mới đổi mới tâm trí. New mind. Khi chúng ta đổi mới tâm trí, Đức Trời sẽ làm những điều mới cho đời sống của tôi và chị em. You can have a new thing from heaven. Đừng nghĩ tâm trí cũ nữa. Don't live on your. Vì chúng ta là người mới ở trong Đấng Christ rồi. We are new in Christ. Dù cho người khác không thấy cái mới của chúng ta. Even though nobody sees. Nhưng nó bắt đầu mới ở trong. But it start from the inside. Những cái giá trị của thiên đàng đang hình thành ở trong mình chị em. All the value of heaven. Những điều lớn lao của thiên đàng đang mở ra cho mình chị em. Big thing open for you. Và khi chúng ta bắt đầu thay đổi. And when you start to change. Chúng ta không có khả năng thay đổi. You don't have the. Nhưng chúng ta có quyết định để thay đổi. But we have the choice. Lời của Chúa sẽ biến đổi chúng ta. The word of God will make that for you. Chúng ta trở nên người không chỉ là người mới trong Đấng Christ. Not only new in Christ. Nhưng chúng ta cũng là người được đổi mới tâm trí. But we are changed. Bằng chính lời của Đức Chúa Trời. By the word of God. Hồi nãy tôi dâng cái tờ lớn hơn nha. Chúa nhận cái tờ lớn hơn rồi, chứ không phải tờ gốc này. Rồi chúng ta tiếp tục ở đây. Anh chị em thấy là đây nói như thế nào? Back to the Bible. Ở trong câu số 6. Verse 6. Để tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt sẽ dẫn đến sự chết. If your sinful nature control your mind, trong bản dịch cũ nó là vả chăm những gì thuộc về xác thịt sẽ là sự chết. If you take care of the sinful nature, you will be dead. Chúng ta thấy có hai cái từ chết và sống ở đây. So the word death and live in verse 6 here. Đó là chính là cái kết quả để chúng ta quyết định. That is the result for us to choose. Vậy thì hiện nay tôi và chị em là chúng ta tâm trí mà đang chăm về thánh linh hay là chăm về xác thịt ạ? So considering your mind to the flesh or your spirit. Cái từ chăm nó nghĩa là để vào. The word here is take care. Để hay là đặt cái tâm trí mình vào đó. Put your mind in it. Thật ra cái câu này vẫn có thể có nghĩa kép. There may be a different meaning. Nếu chúng ta tin Chúa rồi. If we believe in God. Nhưng mà chúng ta vẫn để cái tâm trí mình vào những việc chết. But our mind is still living in the flesh. Thì cái kết quả nó vẫn dẫn đến sự chết. So the result is still death. Sự chết đây không nói về sự chết về tâm linh. Not death about our spirit. Nhưng đó chính là cái sự chết theo cái kết quả của sự chọn lựa. But the death of leading by the sin. Như vậy kết quả của tôi chính là sự chọn lựa của tôi. So my choice will give you my result. Kết quả là tương lai, mà sự chọn lựa là hiện tại. The results will be in the future. Cho nên tôi quyết định chọn lựa hiện tại. Tôi sẽ có kết quả của tương. The choice is now.
Tôi chọn lựa ngay bây giờ. I chose right now. Tôi chọn như được tốt nhất ngay bây giờ. I chose the best. Tôi chọn vâng phục Chúa ngay bây giờ. I chose obey. Tôi chọn bước theo Thánh Linh ngay bây giờ. I chose walking. Tôi chọn đặt tâm trí vào trong những việc của Thánh Linh. Put my mind into the Spirit. Thì cái kết quả của tôi sẽ thuộc những gì thuộc về Thánh Linh. So in the end, được, I will be những điều đó được gọi là sự sống. That is called live. Sự sống có hai nghĩa. And life. Sự sống đời đời và sự sống được thịnh vượng. The eternal life. Sự sống đời đời không phải bởi những việc làm. Eternal life not by your work. Nhưng bởi đức tin là Chúa Jesus Christ. But by your faith. Còn sự sống thịnh vượng. But the blessing. Đó là những gì mà chúng ta vâng phục Thánh Linh. That is when you obey the Holy Spirit. Trong Gia-ti có một cái câu như thế này. Galatians 1 says. Những gì xác thịt nghịch với Thánh Linh. What is flesh is stand against the Spirit. Hai bên luôn nghịch nhau. They always turn against each other. Như vậy thánh xác thịt mà ưa muốn thì Thánh Linh lại không muốn. What flesh like the Holy Spirit don't. Và nó có một cái sự phân vân giữa điều này, nó có sự phân chia rất rõ cho trong đời sống của chúng ta. And they draw the line very clear here. Đôi khi chúng ta không chú ý nó. Maybe we not pay attention. Khi chúng ta quyết định làm một cái gì đó. When we decide to do something. Nhưng Thánh Linh của Chúa ngăn trở. The Spirit of God stops. Nếu chúng ta không để ý điều đó. If we not take focus on it. Thì chúng ta muốn Chúa làm theo cái điều mà chúng ta đã quyết định rồi. So you will make one God to do as you want. Và chúng ta cảm thấy bất an ở trong lòng. And you may not feel peace though. Nhưng mà chúng ta lại vẫn yêu thích cái điều đó. But we still doing it. Chúng ta quyết định là nhờ người này người kia cầu nguyện. And we start to asking for praying. Và bốc rằng như là cầu nguyện đó đầu trấn an cho cái quyết định đã quyết định của chúng ta. And we asking the prayer to comfort our heart. Vô hình chung cái kết quả lại không thành công. But the result is still the same. Chúng ta nói ủa tôi đã cầu nguyện đó mà. And I said I already. Tôi dâng lên Chúa điều này đó mà. I already give it to God. Nhưng thực tế chúng ta dâng lên Chúa cái điều mà chúng ta đã quyết định. But actually we give God what we want. Và cái sự thất bại đó không phải là bởi Chúa. And that failure not because mà sự thất bại đó là bởi vì chúng ta đã quyết định trước khi chúng ta cầu nguyện. But that failure because bây giờ yêu cô đó quá rồi. For example, a man love a woman very much. Nhìn cái cô đó, nhìn cái anh đó là mình thấy mình trái tim mình nó đập loãng xạ rồi. Yeah, my heart is pumping when seeing him. Và lòng của mình đã yêu rồi. I'm in love. Nhưng mà không biết cái người mình không biết đó là phải ý Chúa không. But wondering it is the Chúa one ơi, of God. Con muốn cái người đó con thì cái người đó đẹp bắt con. And stop praying. I want that one. Có người hỏi rằng là cái người đó có Chúa không? I want that one. Không. God người đó chưa tin Chúa. Họ làm chứng chưa? Chưa. Nhưng mà người đó đẹp mắt con. She is non-believer but I love her. Nội thấy cái nụ cười của người đó thôi là con đã rung rinh rồi. Yeah, I'm shaking when I see her smile. Mà cái nheo mắt của họ chắc là con cũng đã thất mất thần rồi. Yeah, only a blink and a half. Như vậy thấy yêu chưa? For one day. Đã yêu rồi. So nhưng mà vì có người love. Đó, người đó chưa tin nhận Chúa. But that is she is non-believer. Nhưng mà bây giờ con cầu nguyện Chúa ơi. And it's not right. Chúa ơi, nếu như cái người đó là người mà của con, if she is mine. Chúa ơi, bây giờ cho người đó mặc áo đen đi Chúa. Let her be mine. Tại vì thấy người đó luôn luôn mặc áo đen. Và Thánh Linh xuất hiện. Wow, áo đen. So I hope that man stop praying chắc for chắn thing. Rồi, chắc chắn rồi. But giờ xin một hai người đó cầu nguyện. His heart is cầu nguyện cho himself. Tôi, cầu nguyện cho tôi. Pray Chúa, for me. Tôi cho tôi được cái sự bình an. Pray for me so that I can have. Như vậy đó là tâm trí cũ và tâm trí mới. That is his đó là tâm trí cũ. Đôi khi chúng ta đặt Chúa vào trong cái chỗ đã rồi và chúng ta chỉ muốn mượn lời cầu nguyện để trấn an mà thôi. Sometimes we force God to go with us and using the prayer to comfort ourselves. Hãy thay đổi một chút ông bà chị em. So please change. Chỉ cần một chút chỗ này thôi. Only a little. Đó là trước khi chúng ta quyết định. So before trước khi chúng ta làm decision, bất cứ gì. Before you do anything. Hãy cầu nguyện với Chúa trước đã. Pray first. Trước khi quyết định. Before you make a choice. Hãy lắng nghe tiếng của Ngài. Listen to His lắng voice. Nghe âm chứng của Thánh Linh bên trong. Listen to the Holy Spirit. Thì tất cả mọi việc anh chị em làm. So that everything you do. Dù cho bên ngoài người khác không đồng ý. No matter what people nhưng khi say, chúng ta cầu nguyện với Chúa. But when you pray. Và được sự dẫn dắt của Thánh Linh bên trong. And you have the lead from the Spirit. Và tất cả những điều anh chị em thực hiện đều thành công. Everything you do will be successful. Có một nhà thương gia rất là nổi tiếng ở lại Hàn Quốc. There's a businessman in Korea said this. Trong những thập niên 60 và ông luôn luôn người ta thì những cái doanh nghiệp làm ăn thất bại. Back in the 60s. Nhưng mà doanh nghiệp của ông thì làm ăn luôn luôn thành công. His business always successful. Đến nỗi rằng là ông lên mặt báo rất là nhiều bởi vì ông mỗi cái quyết định của ông đều thành công hết. His face always on the first page. Người ta đến người ta hỏi rằng bí quyết nào mà ông thành công như vậy? People ask how can you do it? Ông nói tôi có ba bí quyết. He said I have three things. Trước khi tôi đặt bút xuống ký. Before I sign anything. Tôi cầu nguyện. I pray. Thế họ nói vậy thì quyết định cái bí quyết thứ hai của ông là gì? And he asked what is the second one? Ông nói bước là quyết định thứ hai trước khi đặt bút xuống ký một cái hợp đồng. I said if every time I put the pen on a tôi cầu nguyện lần hai. I pray the second time. Vậy bí quyết thứ ba? So what's the third? Chắc một có gì đặc biệt hơn phải không? What's the difference? Ông nói không. He said no. Bí quyết thứ ba của tôi là trước khi đặt bút ký. Before tôi cầu nguyện
lần ba. I pray for the third time. Và cái sự ấn chứng bên trong không thể nào có thể giả được. Therefore, the voice of God never be và false. Và bất cứ gì ông đặt bút xuống ký, so every time he signs anything, đều là thành công. It's always depend dù on bên God. Ngoài đang sóng gió, even though what dù bên ngoài có rất nhiều sự thất bại, even though they failed outside. Cho nên đứng trước một rừng hoa, so standing in the middle of the field, thì con bướm nó phải biết chọn cái hoa nào. He is the standing out one. Đứng trước biết bao nhiêu cái quyết định trong những ngày tới đây. You will have many decisions in all your life. Nếu chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta có thể giống như Lot. We may be same, sẽ chọn Sodom like Gomorrah. Choosing the one that we nhưng like. Nếu chúng ta lắng nghe thánh linh của Đức Chúa Trời, but if we listen to God, đôi khi chúng ta không có sự chọn lựa. You will not make the choice. Nhưng mà thương bà chị em, sự không được chọn lựa đó là một loại chọn lựa đặc biệt theo ý Chúa. But when you lost your own choice, you will have the best. Nếu chúng ta không có sự chọn lựa nào hết, you will have the best one. Chúng ta bị vây tứ bề, đâu cũng gặp nghịch cảnh hết. Lot, he do have problem in his life. Và chúng ta dường như Chúa ơi khó quá làm sao chọn lựa. And maybe you said người ta chọn như được tốt hết rồi. They all choose the best one for them. Còn riêng con không có gì để chọn. There's nothing left for me to take. Chúa nói với Abraham như thế nào mà chị? God says to Abraham, hãy đứng lại. Stand up. Ngước mắt lên. Look. Nhìn đi. Just look. Đồng tay nắm bắt bất cứ người nào tôi thấy, ta cho hết. Everywhere you see, that is yours. Thay vì buồn bã, everything that you see. Vì cớ thằng Lot đã chọn cái điều tốt nhất rồi. That is will be yours. Abraham có điều tốt hơn. Abraham have the best one. Lot có điều tốt nhất. Not the better one. Nhưng Abraham có điều tốt hơn. The best one. Cái tốt hơn của Abraham là gì? The best one of Abraham. Lắng nghe Chúa nói. Listen to God. Tầm nhìn của Abraham bây giờ bao trùm cả Lot luôn. His vision will bao trùm cả Sodom và Gomorrah luôn. Bất cứ nơi nào con thấy, ta cho con. God said, everywhere you see, I give you. Đông Tây Nam Bắc con, ta cho con. Everywhere. Ông bà chị em nghĩ tầm nhìn của Abraham được bao nhiêu cây số? So what the vision of Abraham? Chúng ta thường nghe dự báo thời tiết tầm nhìn mà 10 cây số gì đó. Nhưng mà tầm nhìn thuộc linh thì không giới hạn bởi 10 cây số. But this is the vision in the spirit. Tầm nhìn thuộc linh vượt không gian vượt thời gian. The vision of the spirit is non. Tầm nhìn thuộc linh không bị giới hạn bởi bốn bức tường. It's limitless. Khi chúng ta có cái nhìn của Chúa, when you have the cái nhìn của sự đổi mới của thánh linh ở bên trong, the change of mind, đó chính là cái phước hạnh ở trong giao ước mới này. That is the blessing in this new covenant. Chúng ta là nhìn quen với cái nhìn của tầm nhìn cũ. We may using the flesh vision. Chúng ta quen với cái phản ứng của xác thịt. We using the reflex. Đôi khi chúng ta đánh giá những cái việc theo xác thịt. And we judge the thing by our mind. Nhưng mà chị em ơi, hôm nay cần một cái sự đổi mới. But you need to change that. Đôi khi nhắm con mắt thuộc thể lại. When you close your eyes. Nhưng con mắt thuộc linh được mở ra. But the eye of the spirit will open. Sứ đồ Phaolô nói như thế này, tôi cầu xin Chúa soi sáng con mắt của lòng anh em. Paul said, may God open your spirit's eye. Để anh em có thể nhận biết Ngài. So that you can see. Để anh em có thể thấy được. So you can see the thing that he do. Con mắt thuộc thể nó bị giới hạn. Tôi không thể nhìn vượt cái bức tường này. I cannot see through that wall. Nhưng con mắt thuộc linh sẽ nhìn vượt bức tường này. But the spirit give it more to me. Con nhắc thuộc mắt thuộc linh là được bởi soi sáng bởi thánh linh. Because it was like sẽ làm cho spirit. Chúng ta có một cái nhìn theo cách nhìn của Chúa. It will give you the vision of God. Cho nên năm mới này xin Chúa giúp đỡ để tôi và chị em sẽ bắt đầu nhìn theo cái nhìn của thánh linh. So I want you to live the new year as chúng ta đặt cái tâm trí của mình vào nhìn thuộc về thánh linh. Put your mind into the spirit. Và kinh thánh ở trong truyền đạo nói rằng người khôn ngoan có con mắt ở trong đầu. And Bible said the wisdom one have. Và con mắt này ông bà chị em muốn được soi sáng không ạ? And do you want to open this eye? Nó sẽ trở thành siêu năng lực của chúng ta. It will be your superpower. Nó gọi là con mắt thứ ba của người thế gian, người ta gọi là khai ấn. Not the third eye as. Nhưng con mắt này được ban cho Đức Thánh Linh ngài cai trị cho con mắt này. But this eye was given by God. Thánh Linh sẽ mở mắt thuộc linh của chúng ta. He will open it for you. Để ngay cả những gì thất bại thì Thánh Linh của Chúa cho chúng ta nhìn trong cái sự thành công. So you can see the successful in the failure. Trong buổi sáng nọ có một học trò của T.T. Eli thức dậy sớm. This in the Bible when the student of Elijah. Ông đi ra ngoài và ông phóng cái tầm nhìn, ông thấy toàn là quân thù đang bảo vệ. He opened the window and he see the whole army cover them. Điều này được ghi lại ở trong sách các vua thứ nhì. Second Kings. Và ông ấy la lên với Elise. And he screamed to Elijah. Thầy ơi, xung quanh chúng ta đầy những quân thù. Master, the army surrounding us. Elise đã làm gì bà chị em? Elijah said. Chúng ta mở ra ở trong sách các vua thứ nhì. Please open in Second Kings. Đoạn 6. Chapter 6. Eli đáp, câu 16 ghi như thế này. Verse 16. Elise đáp rằng chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng ta. Don't be afraid. Elisha told him, for there's more on outside than there. Nếu bà chị em là học trò của Elise, ông bà chị em nghĩ gì về thầy của mình? If you are the student at that time, what will you think? Thầy ơi, thầy có nhầm không? Are you mistaken? Con nhìn thấy rồi. I see the thầy army. Thì ở trong phòng. You in the room. Con ra ngoài, con nhìn thấy toàn là quân thù. I stand in outside, I see the whole army is against us.
Vậy thì những người đầy tớ này nhìn thấy đúng hay là sai? They see the truth though. Thầy ơi, con nhìn thấy toàn quân thù. I see the whole army. Con nhìn thấy toàn là nan đề không ạ? I see problem. Con nhìn thấy năm 2024 này là một năm mà không có thành công đâu. I see failure in 2020. Bao nhiêu doanh nghiệp chết kìa. All the business. Biết bao nhiêu người thất bại kìa. All of them fail. Con thấy ghê lắm thầy ơi. I see nothing. Con thấy ở trong phòng mà sao thầy thấy được? But you stand in the room and you said, we have more than it. Câu 17 Elise bèn cầu nguyện mà rằng Đức Chúa Ba ơi xin mở mắt kẻ tôi tới tôi để nó thấy được. Verse 17, please open his eyes and let him see. Ủa người đệ tử này, ủa mình đâu có mù đâu mà sao lại kêu mở mắt? Student may say I did not blind. Ủa thầy ơi không cần mở mắt đâu. I don't need to open. Mắt con đang mở mà. I am open right. Con đang nhìn thấy đó mà. I see right now. Con thấy quân thù. I see the army. Con thấy nan đề. I see problem. Con thấy khó khăn. I see. Con thấy đau khổ. I see pain. Con thấy tuyệt vọng. Desperate. Con ngồi đóng trong nhà vệ sinh 3 tiếng mà nè thầy thấy không? Nhưng mà Elise nói với thầy, lại Đức Giê-hô-va xin mở con mắt của con. Oh Lord, please open his eyes. Để cho nó thấy. So that let him see. Vậy thì Elise đang cầu nguyện mở con mắt nào? So Elijah praying for open the eye of the spirit. Chúng ta biết ma quỷ nó cũng đã dùng cái này để khai ấn con mắt thứ ba. And the devil using the same way to trick the people. Nhưng mà chúng ta thấy là khi nó nhờ những cái gọi là năng lực, người ta gọi là năng lực vũ trụ ha. Using the cosmetic power. Đó là tà linh chứ. That's his dog. Gần đây có một người chuyên về yoga. Bạn ngồi thiền. There's a person here, professional in yoga. Người này là người thầy về thiền. He is the master. Và người này nói như thế này. And he said this. Tôi khuyên những người nếu mà không có biết ngồi thiền thì đừng ngồi thiền. I advise you, if you do not understand yoga. Bởi vì rất nhiều người đến với tôi để điều trị về gọi là bị tâm thần khi ngồi thiền. Because they calling me to be healed when they doing. Khi tôi xem cái tin tức này tôi biết được rằng là họ bị tà linh. And when I realize this is the work of the devil. Tại vì cái một người ngồi thiền đó là phải làm cho tâm trí trống rỗng. They said that you have to make your mind rồi empty. Bắt đầu tưởng tượng và kết nối với thế giới tâm linh. And imagination. Nhờ một cái nhân vật trung gian để kết nối với vũ trụ. And using something like connection with the cosmetic. Đó chính là cái quyền lực của ma quỷ. That is the work of the devil. Cho nên chúng ta tại sao chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không có bị cái điều đó? So when we pray we will not like them. Bởi vì chúng ta có thánh linh của Chúa bên trong. Because we have the spirit in us. Mà chị em được bảo vệ tâm linh của mình một cách tuyệt vời. Your soul in shell and shield and protected. Cho nên Elise nói gì? Xin Chúa mở con mắt thuộc linh của con, của đại tớ của con. And Elijah said please open his eyes. Cũng là con mắt đó. The same eyes. Nhưng hồi nãy là nhìn theo thế giới vật chất. But that's not using the physical. Nhưng bây giờ cũng con mắt đó. But the same side. Nhưng có một cái nhìn mới của thánh linh. But by the look of the spirit. Đó là gì? Thấy cái gì anh chị em? Đầy xe bằng lửa. They see, he see horse and chariot. Đầy những xe ngựa bằng lửa đó là đạo quân của Đức Chúa Trời. The army of God. Có những lúc chúng ta run sợ vì cớ chúng ta nhìn thấy quân thù. We will be shaking when we see the army of enemies. Bao nhiêu người đang đối diện với sự sợ hãi? Whoever here is facing fear right now. Sometimes fear is. Hồi nãy chúng ta nghe bé Hà là bị cái căn bệnh này bao lâu rồi? 3 năm. Điều trị cái này thì sanh ra cái bệnh kia, điều trị cái kia sanh ra cái bệnh nọ. Just heal one and another one came. The sickness just came over and over. Nếu chúng ta nhìn theo cái con mắt thuộc thể. If we using our flesh eyes. Xung quanh đầy nan đề. That, well, you only see problem. Buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện với Chúa cho anh chị em. This morning I pray for you. Và xin Chúa cho tâm trí của chị em đặt nơi thánh linh. So that you can put your mind in the spirit. Hướng về thánh linh. Looking towards spirit. Nếu anh em đang đối diện cái sự sợ hãi nào đó. Please facing your fear. Một cái năng lượng nào đó. Facing your problem. Có thể năng lượng ngắn hạn và năng lượng dài hạn. Maybe short or long term. Thì anh chị em hãy tập trung vào thánh linh. But focus on the spirit. Khi anh chị em cầu nguyện, chúng ta sẽ lắng nghe được cái sự dẫn dắt của Ngài. When you pray, you will hear His voice. Và chúng ta được mở mắt thuộc linh. And you can open the eyes of the spirit. Để nhìn xuyên qua những năng lượng. So you can see the thing that you should see. Chúng ta biết cái nhìn của con chim đại bàng nó hoàn toàn khác. For example, the eyes of the eagle. Nó bay từ trên cao và nó nhìn xuyên qua tất cả những cái nghịch cảnh. He flies on the sky and he see everything he kể cả cơn bão nó vẫn có thể nhìn xuyên qua đó. He see through the storm. Người ta sợ cơn bão nhưng đại bàng nó không sợ bão. Human he afraid of storm. Càng gió thì nó chỉ cần dang đôi cánh, nó không cần phải tốn sức để bay. The more wings, the more he can fly. Và nó sẽ được nâng để vượt qua những cái cơn bão. And from there he can see the thing that he can. Ngay buổi sáng hôm nay, nếu anh chị em đang gặp những cơn bão của cuộc đời. So, when you facing a storm in your life today. Mỗi người có một cơn bão khác. Each of you is different. Mỗi người có những cái nan đề khác. Different problem. Nhưng mà thưa anh chị em,
But brother, cho dẫu là nan đề gì đi chăng nữa, no matter what problem, nhưng khi chúng ta tập trung vào Chúa, when you focus on God, thì bệnh nhức đầu sổ mũi nó cũng giống như bị ung thư. Sickness and disease will be gone. Nan đề ngập đầu của mình cũng giống như là một nan đề bình thường. Nothing will be your problem. Bởi vì anymore. Đối với Chúa không gì là không thể. Because with God nothing is impossible. Cho nên đổi mới tâm trí. So change your mind. Đó là một phước hạnh Đức Trời muốn tôi và chị em có được ở trong Thánh Linh. That is the blessing God wants us. Chúng ta có được ở trong giao ước mới này. We have in the new conversion. Vì chúng ta đã được phần của đó rồi. Because we already in God. Chúng ta đã có phần ở trong giao ước mới rồi. We already have our sign in chúng ta that contract. Có những cái công cụ tuyệt vời ở trong giao ước mới rồi. We have the tool in that covenant. Và phước hạnh đó là phước hạnh Đức Chúa đã chuẩn bị sẵn cho ta ở trong giao ước mới. And that's the blessing God prepared. Nếu chúng ta nhận, chúng ta sẽ nhận được, chúng ta sẽ có nó. We should do the thing we do to receive. Còn nếu chúng ta không it. Nhận thì nó vẫn là ở đó. But if we did not receive it, we have nothing. Anh chị em có quá nhiều căn phòng và có quá nhiều ân tứ của Chúa cho. You have many grace. Để có thể mở ra những cánh cửa. You have many keys and door. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến cánh cửa của phước hạnh thuộc thể. We only think about the blessing. Nhưng còn những cánh cửa lớn hơn mà Chúa muốn chúng ta khám phá. But there's a bigger one that waiting for us. Tôi và chị em bắt đầu và tiếp tục khám phá những cái cánh cửa này. You have to explore the thing that God prepared for you. Hôm nay xin Chúa cho tất cả chúng ta đều tập chú vào Thánh Linh. May you put your mind. Đổi mới tâm trí của mình theo cách của Thánh Linh. Change that the spirit. Đổi mới tâm trí của mình theo lời của Đức Chúa Trời. As the word of God. Đừng nhìn theo cách cũ nữa. Don't using đừng your nhìn theo mind. Cách mà của con người xác thịt trước khi tin Chúa nữa. Don't using your flesh anymore. Mặc dù trong tâm trí chúng ta vẫn còn có những tâm trí xác thịt. Even though your mind is. Nhưng nó đang được thay đổi. But it's been changed. Và tiếp tục được đổi mới. And continue to change. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi. Say to God. Chúa ơi. God. Con muốn có cái nhìn của Ngài. I want to have your vision. Xin Thánh Linh đổi mới con. Change me. Đổi mới tâm trí con. Change my mind. Con muốn tập trung vào Ngài. I want to focus on you. Con tập bỏ những cái kinh nghiệm cũ. Leave all my cái nhìn people, cũ của con. My own vision. Cái thói quen cũ của con. My own habit. Cái kinh nghiệm cũ của con. My own spirit. Nhưng cho con đầu phục Ngài. So I can obey you. Cho dẫu có năng đề. No nhưng what, con có Thánh Linh của Chúa. But I have you. Khai phóng tâm linh của Ngài cho con. Release my mind for you. Quyền năng của Thánh Linh trên con. Your power is on me. Mở mắt thuộc linh của con. Open my eyes. Để con nhận biết Chúa. So that I can see you. Ở trong mọi hoàn cảnh. In everything. Cho thuộc linh của con. For my spirit. Con tuyên bố rằng. I declare. Năm 2024. This new year. Là năm mà thuộc linh đột phá. This year of yêu mến Chúa nhiều hơn. Hầu việc Chúa kết quả nhiều hơn. Love you more. Thành công nhiều hơn. Successful. Mọi sự thất bại. All the failure. Đã được Chúa gánh rồi. Will be God. Xin cho con nương cậy nơi Ngài. Make me depend on you. Không dựa theo thói quen của con. Not on me. Không dựa theo khả năng của con. Not my knowledge. Dựa khả năng của con là giới hạn. Not my possibility. Nhưng khả năng của Chúa là vô hạn. But you is limitless. Chúng con tuyên bố rằng. I declare. Mỗi một bước chân của con bước đi. Everything that my. Luôn có Chúa đồng hành. Every step that I have. Đi từ you with sức mạnh đến sức mạnh. The power to power. Đi từ vinh hiển lên vinh hiển. The glory to glory. Đi từ đức tin đến đức tin. Faith to faith. Sự thành công ở trong con. The successful in me. Và liên tục ở trong con. And continually. Trong danh Chúa Giêsu. In Jesus name. Tôi nói với Chúa rằng. Tôi được mạnh mẽ trong Thánh Linh. Sin is gone and I was strengthened. Tôi nói với thất bại rằng. No more failure. Tôi thành công trong Thánh Linh. I successful in spirit. Tôi nói với sự phước hạnh rằng. No more failure. Tôi là người hạnh phúc ở trong Thánh Linh. I was joy. Tôi nói với sự thua bại rằng. No more failure. Tôi là người mạnh mẽ và kết quả cho Chúa trong Thánh Linh. I was strong in the spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Shalom bà chị. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.